Khoảng trưa ngày 10 tháng 9, tại nhà ông Đặng Hữu Truyền trên đường Tân Lập 1, quận Hải Châu đã xảy ra một vụ cháy. Ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố cũng đã điều động 3 xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường. Đám cháy xuất phát tại khu vực phòng thờ, bắt gặp các chất dễ cháy như giấy, gỗ tỏa ra nhiều khói khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ.